Các bạn bật file Mac đi kèm lên, chúng ta hãy cùng nhau export file BodyMark qua Lumion để chúng ta cùng nhau thực hành. Sau khi bật lên, tôi bắt đầu bấm vào biểu tượng này, bấm vào export. Và các bạn chú ý đuôi chúng ta chọn sẽ là đuôi DAE. Tôi đánh dấu và đặt tên. Sau đó các bạn nhấn save. Ở đây có một vài tùy chọn. Nếu như các bạn muốn ẩn hiện một vài khối hay camera, chúng ta có thể tác động vào đây. Tôi sẽ để mặc định và OK. Đã export xong, bây giờ chúng ta cùng nhau mở Lumion lên và chúng ta import file vào. Chúng ta cùng nhau xây dựng mô hình nào các bạn. Sau khi bật Lumion lên, chúng ta cùng nhau chuyển qua tab ví dụ ở đây. Và tôi sẽ lợi dụng cảnh này để xây dựng mô hình của chúng ta. Tôi bật vào. Sau khi cảnh đã load lên, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua tab này. Các bạn bấm vào phần Import. Các bạn chọn phần Import và Open lên. Đánh dấu check, OK. Chúng ta sẽ đặt công trình ở vị trí trên tảng đá này. Các bạn nhấn chuột trái. Vậy là công trình chúng ta đã vào rồi. Tôi nhấn phím D. Xoay kiểm tra. OK. Các bạn để ý thấy rằng công trình chúng ta đang bị ngập bên dưới, tôi sẽ nâng lên. Các bạn chuyển qua phần trên 2 này và kéo cao lên. Và tôi có thể di chuyển vào trong một chút xíu nữa. Bây giờ tôi nâng cao. Vậy là đã tương đối ổn áp rồi. Ở bài sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ốp vật liệu và chỉnh ánh sáng với công trình của chúng ta.